Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 71. Ba ngày đã trôi qua. Trên con đường cuối mùa xuân, một nhóm người cưỡi ngựa từ từ tiến tới, số người không nhiều, chỉ khoảng 10 người. Khi đoàn ngựa dần tiến gần, đường lệ từ và trung xuân kế đã ngửi thấy một mùi máu tanh đậm đặc đoàn ngựa từng bước tiến vào chủ quán trà ngồi ngoài cửa đột nhiên hét to một tiếng rồi lăn một vòng trốn sau nhà trên lưng ngựa từng giọt từng giọt chất lỏng đỏ thẫm nhỏ xuống đất lờ mờ là máu trung xuân kế không thể kiềm chế được run rẩy mỗi con ngựa đều treo đầu người có con treo một có con treo hai cái chính là thuộc hạ mà nàng đã phái đi ám sát tuyết tuyến từ Dẫn đầu đoàn ngựa là một người hình dung đáng sợ, thân hình cao lớn, chính là Dư Khấp Phượng. Sau lưng hắn là Hồng Thiền Nương Tử và Thanh Hư Tử, theo sau ba người là một chiếc xe ngựa màu trắng, bên trong có lồng sắt chứa người, chắc chắn là sở thích của phong lưu điếm. Trên chiếc xe ngựa trắng có một vị bạch y nhân đang thúc ngựa, không rõ là ai, theo sau xe ngựa là sáu người áo trắng che mặt, lặng lẽ chờ đợi. Trung Xuân Kế cảm thấy tuyệt vọng không nói nên lời nàng biết rõ việc phái người đi giết tuyết tuyến tử có thể sẽ không thành công, nhưng không ngờ lại kết thúc như thế này. Phòng liều điếm có đội ngũ trông chừng tuyết tuyến tử rất tinh nhuệ, nhưng nàng không ngờ họ lại mạnh đến mức này, đủ để tiêu diệt bất kỳ bang phái nào trên giang hồ. Sắc mặt đường lệ từ không hề thay đổi, dường như không ngạc nhiên khi thấy phong liêu điếm giết người và những đầu người treo trên lưng ngựa. Khi thấy dư khấp vượng nhảy xuống ngựa, hắn cũng đứng lên, mùi máu tanh làm hắn hơi cau mày. Dư kiếm vương vẫn khỏe chứ? Hắc hắc. Dư khớp vượng cười lạnh một tiếng. Người mà chúng ta muốn trao đổi đâu? Đường lệ từ liếc mắt nhìn Trung Xuân Kế. Vị này là Trung cô nương, hoàng thân quốc thích, lại là cao đồ của Tuyết Tuyến Tử, dùng để trao đổi Tuyết Tuyến Tử chắc chắn đủ sức nặng. Nghe vậy, Trung Xuân Kế toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Các tùy tùng bên cạnh nàng không biết công chúa đang làm gì khi nghe thấy thay đổi người, mọi người chố mắt nhìn nhau. Phương Mỹ lập tức lớn tiếng quát lên, chậm đã. Ngươi muốn đem công chúa đi đổi người nào? Ta là lang gia công chúa của Đại Tống, há để ngươi càn dỡ như vậy. Dư khớp phượng vung roi ngựa, khiến hai cái đầu người trên lưng ngựa rơi xuống đất, lăn như dưa hấu. Lang gia công chúa, công chúa Đại Tống này phái cung đình thì về ám sát sư phụ của mình, quả là cành vàng lá ngọc, hoàng thân quốc thích tuyệt vời ta suốt đời hành thiện diệt ác, nhưng cũng tự thấy không ác độc bằng công chúa này. Ta suốt đời hành thiện diệt ác, nhưng cũng tự thấy không ác độc bằng công chúa này. Hắn cười nhạt, ngươi nghĩ rằng giết tuyết tuyến tử thì có thể thoát khỏi tay đường lệ từ, Có thể không rơi vào tay phong lưu điếm. Thật ngây thơ, công chúa. Phương Mỹ nhìn thấy đầu người trên đất, sắc mặt tái nhợt. Ngươi thật sự nghĩ là... Nàng chỉ biết công chúa đã phái 17 hảo thủ đi trước làm việc, không ngờ lại làm chuyện này. Trung Xuân kế sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tay nắm chặt kiếm, chỉ muốn giết Phương Mỹ ngay lập tức. Hôm nay ai cũng biết nàng đã làm chuyện ngu xuẩn, làm sao có thể giết hết những người này để giữ vững hình ảnh hiền lành ngày xưa. Khuôn mặt nàng ảm đạm, lòng đầy suy nghĩ về các cách giết người. lang gia công chúa, cộng thêm 33 cấm vệ và một cung nữ. Đường lệ từ cười nhẹ. Phong lưu điếm bắt được công chúa, đủ để thao túng tình hình so với tuyết tuyến tử công chúa này còn đáng giá hơn nhiều đúng không? có lẽ nhạc không hầu đã đoán đúng rằng ngươi sẽ dùng công chúa để đổi nên mới giữ lại mạng sống cho lão đầu này. dư khớp phượng phất tay bạch y nhân phía sau vén màn xe ngựa để lộ lồng sắt bên trong đường lệ từ và trung xuân kế cùng nhau nhìn vào lồng sắt bên trong có một người ngồi xếp bằng đầu tóc bạc trắng mặc quần áo trắng tả tươi khác hẳn với bộ bạch sam thường ngày của hắn. Tuyết tuyến tử vẫn giữ nét tuấn tú như xưa, hoàn toàn không giống với. Láo đầu. Trong miệng dư khớp phượng, nhưng sắc mặt tiều tụy, giữa hai lông mày có một vệt hắc khí. Trung xuân kế nhìn tuyết tuyến tử, không biết vì sao lòng đột nhiên đau xót, nước mắt tuôn trào. Sư phụ. Đường lệ từ khẽ mỉm cười. Người hãy đợi ở phong lưu điếm một thời gian, yên tâm, không lâu nữa ta sẽ đạp bằng phong lưu điếm, cứu ngươi ra, sau đó lột ra tháo cốt ngọc không hầu, bầm thây hắn thành vạn đoạn. Hắn nhẹ nhàng vút tóc nàng, đẩy nàng về phía trước. Đi đi. Trung Xuân Kế mặt mày phờ phạc, từng bước tiến về phía lồng sắt. Phương Mỹ đuổi theo từ phía sau. Công chúa, công chúa, không thể để người xấu định đoạt. Công chúa, chúng ta phải lập tức trở về Biện Kinh, ngàn vạn lần không thể. Trung Xuân Kế suy nghĩ nhanh chóng. Phương Mỹ, người nói đúng, ta không thể để người khác định đoạt. Người hãy giúp ta lao ra khỏi nơi này. Nàng rút kiếm, bày ra tư thế liều mạng. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, dư khắp phượng không thèm nhìn thẳng những binh lính triều đình này. Trung Xuân Kế rút kiếm phá vòng vây, hồng thiền nương tử, thanh hư tử và những người bịt mặt mặc áo trắng lập tức nhảy xuống ngựa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi tung tóe. 33 tên cấm vệ nhanh chóng nằm chết trên đất. Sắc mặt phương Mỹ ảm đạm, Trung Xuân Kế đốt kiếm trở lại bao, cắn chặt môi. Ngươi, ngươi, phương Mỹ đột nhiên tỉnh ngộ. Ngươi sợ chuyện ngươi ám sát sư phụ bị truyền ra ngoài, nên mượn tay người khác để giết người diệt khẩu. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng chủ tử mà nàng hầu hạ lại ác độc như vậy. Ngươi làm sao có thể như thế? Trung Xuân Kế tâm trạng phiền loạn, nghe nàng chỉ trích rành giọt. Cơn giận từ lòng nổi lên, một kiếm đâm tới. Nàng là cao đồ của tuyết tuyến tử, võ công cao hơn phương Mỹ rất nhiều. Phương Mỹ không thể chống đỡ, nhắm mắt chờ chết. Ba, một tiếng, thanh trường kiếm của Trung Xuân Kế bị đường lệ tư giữ lại. Hắn điểm huyệt nàng, rồi ném nàng về phía xe ngựa, dư khấp phượng tiếp lấy. Sau đó mở lồng sắt, ôm tuyết tuyến tử ra và đặt xuống đất. Giọng khàn khàn nói. Đội chác đã thành, lão đầu kia giao cho ngươi hắn khóa trung xuân kế vào lồng sắt. Đừng nói là ta không nhắc ngươi, ngọc không hầu giữ tuyết tuyến tử mà còn ngươi, tất nhiên không thể nào để ngươi nguyên vẹn mà không tổn hao gì. Ta biết, đường lệ từ mỉm cười, dư khấp phượng quay đầu ngựa lại, đang định dẫn đội đi, hắn đột nhiên mỉm cười nói. Thật ra thì, Ngọc Không Hầu chẳng lẽ không nghĩ rằng có thể dùng đám người các ngươi để mai phục giết ta sao? Dư khớp phượng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Giao đấu với ngươi, bọn ta chưa chắc có lợi kiếm vương quá khiêm nhường đường lệ từ nhẹ nhàng nói lần này từ biệt sau này gặp lại dư khớp phượng thúc ngựa đi hồng thiền nương tử và thanh hư tử không nói một lời hiển nhiên đã được ngọc không hầu giao phó kỹ lưỡng đề phòng đường lệ từ khiêu khích đoàn người nhanh chóng rời đi như lúc đến trên đất chỉ còn lại hai cái đầu người và đầy xác chết đường lệ từ quay đầu lại Phương Mỹ đứng sau lưng hắn nhìn hai cái đầu người thở dồn dập sắc mặt vẫn tái nhợt Trung Xuân kế vừa rồi nâng kiếm muốn giết nàng mặc dù nàng không thích công chúa này nhưng vẫn trung thành kết quả là công chúa lại muốn giết nàng Phương Mỹ Đường Lệ từ mỉm cười nói ngươi sợ hãi sao Phương Mỹ chợt ngẩng đầu lên nàng quen biết vị công tử tú nhá phong lưu này Đường Quốc Cựu gia Đường Lệ từ gật đầu ngươi là tỷ nữ của nhị công chúa. Phương Mỹ đáp, giả, dạ, nhưng ta bị nhị công chúa ban cho, ban cho lang gia công chúa. Nói đến trung xuân kế, nàng không kềm được vẻ hoảng sợ. Ta không ngờ công chúa còn trẻ đẹp như vậy, nhưng lại, lại đáng sợ như thế. Nhị công chúa có nhắc tới hay không, năm đó tam công chúa mất tích, lang gia công chúa này trên người có thể có dấu vết gì để xác nhận không? Đường lệ từ mỉm cười hoặc là có tín vật gì để nhận diện nhau chứ? Phương Mỹ ngẩn người, tín vật. Nàng suy nghĩ kỹ. Cũng không có gì tín vật, công chúa và nhị công chúa rất giống nhau, cũng là vào năm đó được tìm thấy và thu nhận từ nơi khác, chẳng lẽ có giả. Tướng Mạo đôi khi chỉ là ngẫu nhiên. Đường lệ từ nói. Năm đó lang gia công chúa được an táng, trên người mang theo đồ vật chôn cùng, có lẽ khi nàng lớn lên vẫn giữ những thứ này. Nếu chung cô nương có tín vật, thì nàng là công chúa không thể nghi ngờ. Lời giải thích của hắn rất kỳ lạ, Phương Mỹ ở trong cung nhiều năm, biết rằng lời nói của hắn có ẩn ý, ý muốn nói rằng Trung Xuân Kế có thể không phải là công chúa. Nàng hoàn toàn lạnh lòng với vị công chúa này, thật lòng mong nàng không phải là công chúa. Đột nhiên nàng nảy ra một ý, năm đó khi công chúa được an táng, trong cung chắc chắn có ghi lại, chôn theo thứ gì nhất định được ghi trong sách, nếu ta có thể trở về cung, có lẽ có thể tra ra rất tốt đường lệ từ mỉm cười nhưng công chúa mất tích ngươi trở lại bình yên chỉ sợ nhị công chúa sẽ trách tội như vậy đi hắn vỗ nhẹ một trường lên người nàng khi trở lại trong cung lập tức mời thái y chữa trị trường lực này gây thương tổn tim phổi mặc dù ngươi không cảm thấy đau đớn lúc này nhưng có thể nguy hiểm chết người hắn ôn tồn nói ngươi trở lại ngay thái y sẽ phán đoán ngươi bị trọng thương nhưng loại thương này chỉ cần giải tán khí tức tụ lại ở tim phổi là có thể khỏi không đau đớn và rất dễ chữa Người mang trọng thương mà quay về nhị công chúa sẽ không trách ngươi phương mỹ yêu kiều cúi lại cảm ơn quốc cựu gia đường lệ từ từ trong ngực lấy ra một thỏi vàng cùng một chai dược đây là viên thuốc bảo nguyên thuận khí nếu cảm thấy khó chịu có thể uống tùy ý phương mỹ nhận vàng và viên thuốc truyền của công chúa phương mỹ một khi cha gió sẽ tìm cách thông báo quốc cửu gia. đường lệ từ ôn tồn nói nếu cần ta sẽ tự hỏi ngươi chuyện này tạm thời đừng để nhị công chúa biết chị em tình thâm chỉ sợ thất vọng phương mỹ gật đầu nói tỳ tử biết đường lệ từ ngồi xếp bằng giống như láo tăng nhập định tại dịch trạm mua hai chiếc xe ngựa một chiếc đưa phương mỹ về biển kinh một chiếc khác đưa hắn về hảo vân sơn trên một con đường khác mấy chiếc xe ngựa đang chậm rãi hướng về hảo vân sơn những chiếc xe ngựa này treo bích sa ngọc chuông, thanh nhã tuyệt vời, chính là xe ngựa của Bích Lạc Cung. Trong xe ngựa là Bích Liên Y và Hồng Cô Nương, thiết tính cùng đội. Ngày của Bích Lạc Cung gồm 13 người hộ tống họ đến Hảo Vân Sơn. Trải qua 2 tháng chữa trị, thương thế của Bích Liên Y đã chuyển biến tốt, đương nhiên không thể thiếu sự chăm sóc tỉ mỉ của Hồng Cô Nương. Huyền Úc Nguyệt Đán lần này đưa hai người lên Hảo Vân Sơn, chăm chỉ rất nhiều nhưng chủ yếu là để đối phó với phong liêu điếm đường lệ từ hy vọng từ hồng cô nương biết được nhiều chi tiết về phong liêu điếm phiêu linh mi huyền. việc bích liên y đồng hành một phần vì hắn trọng thương uyển úc nguyệt đán cố ý để hắn đi đây đi đó một chút phần khác là mối quan hệ giữa hắn và hồng cô nương đang có chuyển biến không ai muốn họ tách ra trong xe ngựa bích liên y nhắm mắt tĩnh tỏa im lặng không nói hồng cô nương nhìn ra ngoài cửa sổ Cảnh vật bên ngoài tươi đẹp, tràn đầy sức sống mùa xuân, không còn cái lạnh giá của mùa đông. Nàng đã ở Bích Lạc cung hơn nửa năm, khi rời đi ôm lòng liều chết, nhưng lúc này từ Bích Lạc cung đi ra, tâm trạng hoàn toàn khác. Nguyên nhân nàng đồng ý giúp Đường Lệ từ là vì hắn hứa sẽ cho nàng gặp Liễu Nhãn một lần. Nàng cũng không lấy làm lạ khi Liễu Nhãn ở trong tay Đường Lệ từ, trên giang hồ có vô số người muốn có được Liễu Nhãn. Nhưng nói thật ai có thể giữ trong tay ngoài đường lệ tư. Nàng muốn gặp Liễu Nhãn, sau đó theo hắn đi, dù là để phục hưng sự nghiệp hay rời khỏi giang hồ, tóm lại đều tốt. Trước kia nghĩ như vậy, nàng nhiệt huyết sôi trào, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy rất bình thản, nàng không rõ liệu sự kiên trì muốn theo Liễu Nhãn đi là một nguyện vọng hay chỉ là một cách để trốn tránh. Bích Liên Y thở đều đặn bên cạnh nàng, nàng cố gắng không nhìn hắn thương thế của hắn chưa hoàn toàn khỏi đôi khi hơi thở loạn lên khiến tâm trạng nàng trở nên dối bời nhưng dù đau đớn thế nào hắn cũng không bao giờ nói từ lúc ban đầu thương nặng cho đến khi dần khỏi hắn luôn nói mình không sao người đàn ông luôn nói không có gì là người vô cùng kiên cường nàng cố gắng tin rằng hắn không sao nhưng thường xuyên không thể ngừng để ý đến biểu hiện và hơi thở của hắn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào rất mát mẻ Hồng cô nương yên lặng nhìn ra ngoài, vào giờ phút này, không biết Liễu Nhãn đang làm gì. Liễu Nhãn có còn nhớ nàng không? Nghĩ đến việc Liễu Nhãn có thể đã sớm quên nàng, nước mắt nàng chảy tràn ra. Nàng cảm thấy mình đã chịu rất nhiều khổ sở, mặc dù thực tế. Thực tế nàng không hề bị tổn thương gì, suốt nửa năm ở Bích Lạc Cung, nàng làm gì cũng không bị ai hại, mà chỉ có người khác bị tổn thương nhưng nàng vẫn cảm thấy mình đã chịu rất nhiều khổ sở và hắn rất có thể đã sớm quên nàng một chiếc khăn vuông đưa đến bên mặt nàng hồng cô nương nhận lấy lặng lẽ lau đi nước mắt bích liên y thu lại khăn vuông vẫn nhắm mắt ngồi yên như thể không có chuyện gì xảy ra chiếc xe ngựa của bích lạc cung dần dần tiến vào phạm vi của hảo vân sơn đột nhiên tiếng vo ngựa vang lên một con ngựa nhanh vượt qua xe ngựa chạy thẳng lên đỉnh núi Thiết tĩnh hơi ngẩn ra, người cưỡi ngựa kia là một cô gái tuổi thanh xuân. Nhìn nàng cưỡi ngựa, không chỉ kỹ thuật cưỡi ngựa kém, võ công cũng chỉ thuộc nhị tam lưu. Một thiếu nữ non nớt như vậy, sao lại một mình xuất hành, chạy lên hào vân sơn chứ? Ngựa chiến vội vã chạy qua, thiết tĩnh đột nhiên tay đè chuôi kiếm, vẫy tay ra hiệu dừng xe. Mọi người của Bích Lạc cung dừng xe ngựa lại, đều tay đè chuôi kiếm, ngưng thần đề phòng. Bích liên y, Người ở bên trong xe, nghe rất rõ ràng, hiểu rằng con ngựa nhanh theo dõi cô gái kia, chạy cùng ngựa chiến của nàng, nhưng khi phát hiện xe ngựa của Bích Lạc Cung, bỗng nhiên ngừng lại, ẩn nấp trong rừng cây. Ai đang theo dõi cô gái kia? Người đến là ai? Thiết tĩnh dự kiếm phòng bị, sau một lúc lâu, phát hiện người theo dõi không có ý định gây hấn với Bích Lạc Cung, ra hiệu tiếp tục đi về phía trước. Mọi người của Bích Lạc Cung trong sự yên tĩnh hoàn toàn lặng lẽ tiến lên phía trước. Trong xe ngựa, hồng cô nương trầm mặc một hồi, rồi nói khẽ. Là người của phong lưu điếm. Bích liên y mở mắt ra, ngươi làm sao chắc chắn. Hồng cô nương đáp. Cách theo dõi và ẩn nấp đó là do ta dạy. Ngươi có người thấy mùi thơm thoang thoảng không? Đó là mùi thuốc của thuật dẫn huyền nhiếp mệnh. Bích liên y cẩn thận phân biệt, nhưng mũi hắn không nhạy như hồng cô nương, dù chú ý lâu cũng không ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng nào nói cách khác nếu ngươi có đàn trong tay ngươi có thể khống chế hành động của những người này hồng cô nương chậm rãi gật đầu cắn môi nhưng ta không có khả năng khống chế tốt như tôn chủ ngươi có nguyện ý trợ giúp bích lạc cung không bích liên y hỏi nàng không đáp một lát sau chậm rãi nói tại sao ngươi không hỏi ta có nguyện ý trợ giúp ngươi không bích liên y lặng lẽ đáp trợ giúp bích lạc cung chính là trợ giúp ta hồng cô nương giơ tay lên chỉnh lại tóc bị gió thổi loạn. Ngươi cầu ta sao? Bích liên y đáp. Đệ tử Bích Lạc Cung chưa bao giờ cầu ai. Vẻ tức giận thoáng qua mắt hồng cô nương, sau đó nàng thở dài, nhắm mắt lại. Dù ta huyện ý giúp ngươi, ta cũng không có đàn. Bích liên y lật lên một khối cẩm đoạn trong xe ngựa, hồng cô nương kinh ngạc, hóa ra nàng luôn nghĩ đó là đệm tựa lưng, thực chất là một cây đàn. Đàn không lớn, ngắn hơn ba phân so với đàn thông thường, cũng là bảy giây, làm từ gỗ mượt mà chân mềm, dây đàn sáng loáng, là cây đàn trước giờ chưa từng thấy. Đây là... Cây đàn cổ này gọi là Lưu Phác. Bích Liên y bình tĩnh nói. Dù đàn không dài, nhưng âm thanh rất tốt. Lưu Phác bay lang là cây đàn tốt nhất mà nhà Tê Ngô đã chế tạo trong 50 năm qua, giá trị ngàn vàng. Hồng cô nương khẽ hỏi. Người mua nó sao? Bích Liên y cầm đàn ngang, đặt lên đầu gối, khảy một cái. Lưu Phác bay lang phát ra một âm thanh kéo dài thích không ánh mắt hồng cô nương trở nên nhu hòa kinh ngạc nhìn cây đàn ngươi mua khi nào bích liên y nói ngay sau khi ngươi làm rơi ngọc bội hồng cô nương im lặng không nói ôm cây đàn ngươi muốn làm gì với những người phía sau thuốc thủ chịu trói để chúng ta có thể hỏi hắn vài câu bích liên y nói ta tặng ngươi cây đàn này không phải vì bích lạc cung hồng cô nương thở dài ta biết nàng dùng 10 ngón tay nhẹ nhàng đàn lên. Lưu phát bay lang. Tạo ra một đoạn âm u trầm. Không lâu sau, tiếng vo ngựa vang lên, năm con ngựa từ từ tiến vào phạm vi phòng bị của Bích Lạc Cung. Thiết tĩnh quá to, tiếng binh khí rơi xuống đất vang lên, năm người bên ngoài không chốt chống cự, thúc thủ chịu trói. Bích liên y vén màn cửa sổ lên, thiết tĩnh giữ một người trong đó. Những người này ánh mắt mờ mịt là bị tiếng đàn của hồng cô nương chế ngữ hắn nghe tiếng đàn từ trong xe ngựa vang lên, những người này liền như mơ màng, đoán biết đôi chút. Bích liên y nhìn người bị thiết tĩnh giữ, thấy hình mạo xa lạ, không nhận ra. Các người có phải đang theo dõi vị cô nương kia không? Người kia mặc quần áo tím, ánh mắt mờ mịt. Ừ, tại sao các ngươi phải theo dõi vị cô nương kia? Nàng từ núi Phượng Minh đi ra, trong núi đó, có quỷ, có quỷ. Người mặc áo tím lầm bẩm nàng là ngọc đoàn nhi nàng luôn cùng liễu nhãn đi cùng ta muốn tìm tung tích của liễu nhãn hắn đột nhiên kích động nhưng trong núi đó có quỷ nước sẽ biến thành máu đất sẽ đầy máu đỏ dưới đất còn có cương thi có quái vật ô ô ô tiếng kêu ghê rợn thiết tĩnh và bích liên y nhíu mày nhìn nhau dù không hiểu rõ người này đang nói gì nhưng việc hắn theo dõi thiếu nữ kia có quan hệ lớn với liễu nhãn hắn theo dõi cô gái kia nhằm tìm tung tích của liễu nhãn điều này họ hiểu rõ liễu nhãn hắn hắn còn sống không có khỏe không hồng cô nương run giọng hỏi từ cửa sổ xe ngựa hắn đang chế giải dược tinh quỷ cửu tâm hoàn chủ tử nói không thể để hắn chế giải dược phải bắt được hắn muốn giết hắn hì 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 bắt hắn là có thể nhất thống giang hồ ai bắt được hắn sẽ nhất thống giang hồ người mặc áo tím điên loạn nói tâm trí rõ ràng còn đắm chìm trong có quỷ quỷ biết được hắn, quỷ biến hắn thành một bãi máu, ha ha ha. Giải dược, hồng cô nương cắn răng nói, vị cô nương kia biết hắn ở đâu phải không? Nàng, nàng luôn đi cùng hắn, nàng luôn đi cùng hắn, nàng là ai, nàng là ai? Nàng là Ngọc Đoàn Nhi, là Ngọc Đoàn Nhi, là Ngọc Đoàn Nhi. Người mặc áo tím đáp, hồng cô nương nhìn bích liên y, bích liên y im lặng, thiết tĩnh cũng yên lặng không nói mọi người đều rất yên tĩnh, nhìn nàng với ánh mắt ngoài ấy nấy còn có đồng tình. Nàng hít một hơi lạnh. Các người, các người đã sớm biết, đã sớm biết hắn đi cùng cô nương khác, đã sớm biết. Tất cả đều biết, nhưng chỉ giấu ta. Không phải, Hồng cô nương, Bích Lạc Cung không cố ý lừa nàng, chỉ là chuyện này. Chúng ta cũng không nghĩ rằng phải nói cho cô nương biết. Đệ tử điều khiển xe ngựa của Bích Lạc Cung nói. Liễu nhãn đi cùng cô nương khác, chúng ta cho rằng đó là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, không nên nói. hồng cô nương thở dốc. đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. bích là cung quang minh chính đại, chưa từng đồn đại thị phi. ngươi. nàng nhìn bích liên y. ngươi có tấm lòng rộng lớn, không bao giờ dùng chuyện này để ép ta thay lòng. các ngươi, không ai sai cả. nàng chán nản ngồi xuống. từ đầu tới đuôi, u mê không tỉnh là ta, tình nguyện đơn phương cũng là ta, là ta sai rồi, là ta sai rồi nhanh chóng tăng tốc hành trình. Bích liên y không nói gì, thiết tĩnh gật đầu, nhóm người của Bích Lạc cùng buộc 5 người ngơ ngác kia lại, rồi cưỡi ngựa chạy về hướng Hảo Vân Sơn. Trên Hảo Vân Sơn, một con ngựa nhanh chóng lao vào, mọi người đang canh gác ở cổng nam thấy vậy liền quát. Người tới là ai? Người đó liền hét lên, tiếp tục thúc ngựa phóng nhanh hơn, con ngựa hí dài một tiếng, dừng lại trước cổng. Người đó phi thân lên, mượn đà vượt qua tường cao vào thiện phong đường. Tống Lâm chố mắt, mọi người không kịp cản, đứng ngây ra một lúc lâu, có người lẩm bẩm. Ta nghĩ cần phải đặt dây cản ngựa trước cổng, nếu không ai cũng có thể xông vào như vậy, chúng ta làm sao mà ngăn được. Bên trong thiện phong đường, cổ khê đàm đang tuần tra với kiếm, chợt thấy một người phi thân vào, quát. Ai đó? Ngọc Đoàn Nhi phi thân đáp xuống đất, lập tức xông tới, quát. Tránh ra! cổ khê đàm không biết ngọc đoàn nhi rút kiếm ra cô nương nhà nào hãy xưng tên ngọc đoàn nhi nhìn quanh không thấy người quen ngươi là ai hãy xưng tên cổ khê đàm giờ khóc giờ cười nếu cô nương không nói tên xin thứ cho ta vô lễ chậm đã thành ôn bảo nghe tiếng ồn ào bước nhanh tới vị này là ngọc cô nương cổ khê đàm ngạc nhiên ngọc cô nương ngọc đoàn nhi không để ý tới hắn lớn tiếng hỏi thành ôn bảo đường lệ từ đâu ta muốn gặp đường lệ từ thành ôn bào bình thản nói đường công tử đã đi ra ngoài chưa về cô nương có chuyện gì cứ nói với ta cũng được ngọc đoàn nhi trừng mắt nhìn hắn ta không cần nói với ngươi thành ôn bào ngẩn ra cổ khê đàm nói cô nương có chuyện gì cứ nói rốt cuộc là việc gì gấp ngọc đoàn nhi dậm chân ta không cần biết ta muốn gặp đường lệ từ phải gặp ngay lập tức cổ khê đàm không nóng giận cô nương thật vô lý đường công tử không có ở trên núi ngươi làm sao gặp được ngọc đoàn nhi giận dữ nói vậy ngươi mau đi tìm hắn đi ta có chuyện rất quan trọng cần nói với hắn phải nói ngay lập tức cổ khê đàm há hốc mồm giờ khóc giờ cười thành ôn bào phất tay áo điểm huyệt ngọc đoàn nhi đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi mọi chuyện chờ đường công tử trở lại rồi nói khi ngọc đoàn nhi vừa bị điểm huyệt tống lâm vội vàng chạy tới thông báo rằng người của Bích Lạc Cung đã đến cửa. Thành ôn bào tiến lên đón tiếp, Bích Liên Y mặc toàn bộ y phục màu xanh, đứng thẳng tắp. Thiết tĩnh chắp tay thi lễ với thành ôn bào, Bích Liên Y cũng gật đầu tỏ ý. Mặc dù họ là thuộc hạ của Bích Lạc Cung, nhưng đối với người ngoài, họ không bao giờ tự coi mình là nô bộc. Mấy người đều không giỏi trò chuyện, chỉ gật đầu chào nhau, Bích Liên Y hỏi. Vị cô nương này là ai? ngọc đoàn nhi vẫn còn trong tay cổ khê đàm thành ôn bào thản nhiên nói tiểu nha đầu này không biết trời cao đất rộng hắn nhìn hồng cô nương đứng sau lưng bích liên y một cái đây là hồng cô nương sao cô nương ở phong lưu điếm bày mưu lập kế hại chết không ít người hồng cô nương lạnh lùng nhìn hắn một cái không để ý ánh mắt chỉ dừng lại trên người ngọc đoàn nhi bích liên y nói chúng tôi được mời đến không biết đường công tử hiện đang ở đâu đường công tử đã đi ra ngoài chưa về, hẹn ngày mai giờ này sẽ trở về núi, các vị ngồi chờ thêm chút. Thành ôn bào mời mọi người trong bích lạc cung vào nghỉ ngơi, bích liên y đi trước, hồng cô nương đứng yên, mắt nhìn ngọc đoàn nhi không chớp. Thành đại hiệp, nàng thấp giọng nói, ta muốn ở cùng vị cô nương này. Thành ôn bào ngạc nhiên, hồng cô nương nhìn ngọc đoàn nhi, lại nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không hại nàng. Thành ôn bào trầm ngâm một lúc, cũng được, sau một lúc, Bích Liên Y và mọi người cùng thành ôn bào đi nói chuyện quan trọng, Hồng Cô Nương chậm rãi vào phòng Ngọc Đoàn Nhi, ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt nàng. Tiểu cô nương này không xinh đẹp như mình, tại sao lại có thể đi theo bên hắn? Hắn sẽ không thấy chán ghét sao? Sẽ không đuổi nàng đi? Tại sao không giết nàng? Ngọc Đoàn Nhi bị điểm huyệt, qua một lúc lâu, nàng chậm rãi rút ra một kim châm từ trong lòng ngực, châm vào ba huyệt đạo của mình. Ngọc Đoàn Nhi mở mắt, ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mắt ngươi là ai hồng cô nương lạnh lùng nhìn nàng chân mày thanh tú mắt đẹp dù có vẻ lạnh lùng như băng xương vẫn mang một nét yêu buồn ngọc đoàn nhi vốn thích cái đẹp nhìn nàng xinh đẹp khác thường liền bật cười ngươi là ai ngươi thật đẹp hồng cô nương không đáp một lát sau ngọc đoàn nhi tò mò nhìn nàng hỏi lại ai khi dễ ngươi không có ai khi dễ ta nàng thấp giọng nói nhìn vị cô nương trước mắt nàng thật muốn dùng kim đâm mù mắt nàng nhưng nếu làm vậy bích liên y sẽ rất tức giận ngọc đoàn nhi nói không ai khi dễ ngươi tại sao ngươi muốn khóc hồng cô nương sợ hãi ta không khóc ngọc đoàn nhi lại cười nàng chỉ có thể nói chuyện hồng cô nương không biết võ công nên không thể tự đứng dậy hành động nếu không nàng sẽ vỗ tay cười Ngươi có biểu cảm như đang oán hận tại sao trời không có một tảng đá lớn rơi xuống đập chết ngươi, đừng khóc mà, ngươi biết ta sao? Tại sao lại cứu ta? Cứu ngươi? Hồng cô nương trong tay nắm kim châm dài, ta bất cứ lúc nào cũng có thể giết ngươi. Nàng mắt rung rung một chút, ngươi biết liễu nhãn. Ngọc Đoàn Nhi gật đầu, Hồng cô nương hỏi nhỏ, các ngươi rất thân thiết sao? Ngọc Đoàn Nhi mở to mắt. À, ta biết, ngươi cũng thích hắn. Hồng cô nương đỏ mặt, nói bậy ta chỉ là hỏi tùy tiện thôi ngọc đoàn nhi liếc nàng thích thì cứ thích thôi ngươi không nói làm sao hắn biết ta ngày ngày nói muốn ở bên hắn mà hắn còn chẳng để ý đến ta ngươi chỉ muốn hắn vui vẻ mà không nói hắn lại càng không để ý ngươi rồi hồng cô nương cắn môi ngươi ngươi ngày ngày ấy đều nói muốn ở bên hắn sao vậy tại sao hắn không để ý ngươi ngọc đoàn nhi chu môi ta không biết trước kia ta cảm thấy hắn muốn ở bên chị a thùy nhưng sau đó lại không phải như vậy. Hồng cô nương hỏi nhỏ, hắn, hắn rất thích a Thùy sao? Ngọc Đoàn Nhi nói, ta không biết. nàng suy nghĩ một chút, ta nghĩ hắn không dám yêu cầu ở bên chị a thủy mãi mãi. như người vậy, nếu nói ra sẽ đỏ mặt và cảm thấy có gì sai sai. Hồng cô nương cắn môi run rẩy, ta là bởi vì biết hắn không thích ta, nên mới không thể nói, yêu một người không nên cưỡng cầu, nên để hắn vui vẻ, đúng không? ngọc đoàn nhi nói dễ dàng hắn cũng nghĩ vậy nên hắn cũng không nói muốn ở bên chị a thùy vì chị a thùy không thích hắn hắn sẽ buông tha a thùy chỉ vì nàng không yêu hắn sao hồng cô nương buồn bã nói hắn thật là người tốt bụng như vậy sao ngọc đoàn nhi nói đương nhiên rồi hắn ngay cả con tiểu hồ ly cũng không dám giết ta bắt hắn thử thuốc hắn lại thả nó đi làm ta tức điên có lúc ta giả vờ vô liêm sỉ muốn ở lại phòng thuốc của hắn vì ấm áp thật ra ta không sợ lạnh nhưng hắn dù không để ý ta vẫn không dám đuổi ta ra ngoài vì sợ ta lạnh tiểu phương rất vô lại luôn khi dễ hắn kêu hắn đi câu cá hắn câu nhưng để cá chạy mất luôn luôn không câu được kêu hắn đi bắt gà rừng hắn ngồi đó nhìn gà trống và gà mái bay qua bay lại có lúc hồ ly tới ăn hắn còn đuổi đánh hồ ly nữa hồng cô nương buông môi trên môi đã chảy máu ừ phải không hắn hắn ngọc đoàn nhi bật cười hắn có buồn cười không hồng cô nương nhìn nàng cười trái tim rung động hắn không giết hồ ly tại sao lại giết người nếu hắn thật tốt như vậy tại sao lại muốn giết người ngươi nói là hắn làm loại thuốc đó hại chết hàng vạn người sao ngọc đoàn nhi nói hắn cũng có hối hận nhưng không chịu nói thôi ngươi cũng ghét hắn hại chết nhiều người như vậy sao thật ra ta cảm thấy hắn chỉ nghe lời người xấu làm ra thuốc hại người Hắn chỉ đần nhưng không xấu. Hồng cô nương không thể tin nhìn nàng, nàng nói Liễu Nhãn, "Đần, điều đó quá khác so với hình ảnh Liễu Nhãn trong lòng nàng, các nàng đang nói về cùng một người sao?" "Đần?" nàng hỏi nhỏ. "Dĩ nhiên là đần rồi, có ai người khác nói gì cũng tin. Có ai người khác kêu làm gì cũng làm, đến bây giờ hắn vẫn vậy, ngươi chỉ cần nói với hắn 10 lần, hắn chắc chắn sẽ nghe ngươi, bất kể hắn nhìn có vẻ không vui, tính khí xấu." nhưng hắn sẽ tìm người. Ngọc Đoàn Nhi nói, trước đây ngươi rất sợ hắn, nên không dám quấn lấy hắn. Ta, ta, Hồng cô nương nói nhỏ, ta nghĩ hắn muốn thiên hạ, nên ta phải giúp hắn đoạt thiên hạ, ta không quan tâm giết người, vì hắn không quan tâm giết người, nếu hắn có thể gánh tội nặng nhất sâu nhất trên đời này, ta cũng có thể. Nàng nhấp môi bị thương, nói nhỏ, ta luôn, tin như vậy, chuyện gì có lợi cho hắn, ta sẽ làm không quan tâm giết người phóng hỏa, không quan tâm hại chết ai, chỉ cần hắn có lợi, ta có thể làm nô tỳ, làm bất cứ điều gì, không cần hắn biết ta yêu hắn, chỉ cần hắn thành công. Thiên hạ, cái gì thiên hạ? Ngọc Đoàn Nhi ngạc nhiên nhìn nàng. Hắn chỉ ghét đường lệ từ thôi. Phải không? Hắn chỉ là, chỉ là ghét đường lệ từ thôi. Hồng cô nương lầm bẩm Vậy ta làm tất cả, là vì cái gì? Người rất đau lòng sao? Ngọc Đoàn Nhi hỏi đừng đau lòng ngươi chỉ là nghĩ sai thôi là hắn không tốt hắn không nói rõ hắn đang nghĩ gì nên ngươi mới hiểu lầm chỉ là nghĩ sai thôi nước mắt chảy ra từ mắt nàng hắn chỉ tin vào lời người khác chỉ ghét đường lệ từ hắn không muốn thiên hạ vậy vậy hắn hại chết người ta hại chết người những oan hồn vô số đó là vì cái gì hắn gánh tội không thể tha thứ ta trở thành kẻ tiểu nhân âm hiểm cái gọi là hy sinh thật ra không có bất kỳ ý nghĩa gì ý nghĩa ngọc đoàn nhi nháy mắt ý nghĩa gì chứ hồng cô nương lắc đầu kinh ngạc nhìn ngọc đoàn nhi mấy ngày nay nàng luôn ở bên cạnh hắn ừ bây giờ ta đã hiểu tại sao hắn không đuổi nàng đi nàng nói nhỏ chỉ có nàng nàng mới thật sự thích hắn còn ta chỉ đang nằm mơ luôn nằm mơ thôi à ngọc đoàn nhi đột nhiên hét lên đường lệ từ đâu ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn hồng cô nương sợ hãi ngẩng đầu lên ngươi đừng vội ta biết chuyện gì để ta đi tìm hắn nàng vội vàng đứng dậy lau nước mắt mở cửa chạy nhanh ra ngoài bên ngoài không xa bích liên y đứng cạnh vườn hoa ngẩn người nàng chạy nhanh hai bước về phía hắn bích liên y đứng xa không nghe được các nàng đối thoại nhưng khi nàng chạy đến hắn liền giang tay ra nàng không nghĩ ngợi gì chạy thẳng vào lòng hắn nắm chặt ống tay áo của hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, nàng không kiềm được mà bật khóc. Bích liên y không hỏi gì, cũng không nói gì, chỉ khẽ vuốt ve đầu nàng và lau nước mắt cho nàng. Nàng khóc một trận lớn, làm ướt nửa vạt áo trước của Bích Liên Y, hồng cô nương ngừng đầu lên, nắm chặt eo của Bích Liên Y. Người tại sao lại tốt với ta như vậy? Thật ra ta không tốt, ta là một người đàn bà độc ác, trong lòng chưa từng có công đạo chính nghĩa ta không biết nàng tốt hay không. Bích liên y ôm đầu nàng, giữ chặt trong lòng. Nàng tốt hay xấu, với ta đều giống nhau. Hồng cô nương nắm chặt tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, tựa như nếu không nắm chặt, nàng sẽ tan vỡ, sẽ chết. Đừng khóc. Bích liên y ôm nàng một lúc, rồi buông ra. Vừa rồi nàng từ trong nhà đi ra, có việc gấp sao? Hồng cô nương bỗng kinh ngạc. Dạ, vị cô nương kia có chuyện quan trọng muốn tìm đường lệ từ, ta đoán. Nàng hạ giọng thật thấp. Liên quan đến giải dược của tinh quỷ cửu tâm hoàn. Bích liên y hơi chấn động, nắm tay nàng. Đường lệ từ phải trở lại. Chờ đã. Hồng cô nương suy nghĩ rất nhanh. Mang vị cô nương kia đi cùng, để nàng một mình trong phòng, sợ rằng sẽ có bất ngờ. Bích liên y gật đầu, một tay nắm hồng cô nương, quay lại phòng giải huyệt đạo cho Ngọc Đoàn Nhi. Ngọc Đoàn Nhi bật dậy, ba người bước nhanh về phía đại sành. Dù Ngọc Không Hầu có khả năng giết Ngọc Đoàn Nhi, Hồng Cô Nương và Bích Liên Y dễ dàng, nhưng nếu kinh động người khác thì cái mất nhiều hơn cái được. Hồng Cô Nương kêu Bích Liên Y mang Ngọc Đoàn Nhi đi, khiến hắn mất cơ hội ra tay lần nữa. Nhà đầu này đã chiếm được tình cảm của Bích Liên Y, tâm tư nhạy bén, không thể không trừ diệt. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn